Bạn thấy chán ở trong phòng tắm, miễn là bạn có sẵn một thỏi son trong tay thì thủ thuật TikTok này sẽ giúp bạn bận rộn đấy. Tin tới đi, mẹo hay rất đáng cho bạn đợi đấy. Tô màu kín luôn rồi nè. Giờ thì phải một chút nước nhé. Vẫn chưa ấn tượng hả? Có lẽ bạn cần một góc nhìn mới đấy. Đó, chuẩn không cần chỉnh. Vẫn chán đấy à? Thấy đẹp chứ nào? Hello bạn ơi! Có muốn nghe nhạc chill không ấy ơi? Ồ, hay quá! Tớ cũng nghe với. Nhạc nghe cháy quá anh em ơi! Chúng mình có nên thêm chút sắc màu vào buổi nghe nhạc này không? Wow! Chơi luôn! Chuẩn bị, nhắm! Nhưng gương đâu? Đằng kia kìa! Để chờ lấy! Đây rồi! Môi đen cực phẩm đây! Gần xong rồi! Chết ơi! Ngầu như cháy bầu! Ôi không! Này cậu kia! Chết rồi! Dừng lại Jack! Dừng lại! Cô mới vào lớp kìa! Dạ em không thấy cô! Em biết quy định chưa? Đúng rồi! Ôi không! Làm sao giấu son bây giờ? Ái chà! Mẹ nghĩ ra cách hay rồi! Bạn cần giấu mỹ phẩm sao? Chỉ cần đổi dạng của nó, cho lên đây và nấu chảy nè. Làm cũng không lâu lắm đâu. Nhìn mãn nhãn quá ha. Khi son đã tan chảy hết, hãy dùng xi lanh hút hết lên. Vào đây nào. Và khi đã hút đầy, bạn có thể bơm vào hộp đựng tai nghe này. Mong là bạn không cần hộp này nữa, vì giờ nó thành hộp đựng son rồi. Bùm. Chỉ cần đợi cho son cứng lại là xong. Úi thật anh ơi. Nào nào, đưa đây cho cô, Sunny. Được thôi. Chế còn chưa kịp tô môi chê nữa. Cảm ơn nha. Giờ đến lượt tớ nè. Nhưng tớ không dễ bị phát hiện đâu. Thông minh ha. Và tớ tô được môi chê này. Hình dạng trông khá là đáng yêu đã chứ. Ui trời. Cậu đúng là thiên tài đấy. Wow. Báo trước có phải hơn không? Dù sao thì nào cả lớp, bài kiểm tra này cực kỳ khó, làm hết sức nhé. Cứ làm quá lên. Chuẩn bị sẵn bút nhé. Hả? Mình đã từng học cái khỉ này á? Không tệ. Phải có cách thoát khỏi bài khó này chứ. Đã đến lúc dùng bút đặc biệt rồi. Đúng vậy, bút cực kỳ đặc biệt. Ha, bút kiểm tra phương trình nào. Có chuyện gì lạ vậy trời? Hả? Này. Vâng. Shh, Jake. Em xin lỗi, em quên mất ạ. Tụi trẻ. Chúc may mắn lần sau. Có gì dùng nấy vậy. Làm nhiệm vụ đi. Bắt tay vào việc đi baby. Úi là trời. Cái gì thế kia? Dừng. Jake, đưa cho cô mau. Ôi nào. Trời ạ. Đáng thương ghê. Nhưng em chỉ có mỗi cái đó. Chuyện này chưa xong đâu. Thả Poppet xuống. Cảm ơn. Tới đâu hay tới đó vậy. Điểm đặc biệt đó ở đâu nhỉ? Bingo. Để xem nào. Hả? Wow. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi trời đất ạ. Tôi chịu đủ rồi nhá. Khoan, em sẽ bỏ đi ngay. Đó, mất rồi. Gì thế kia? Nhỏ Sunny xem vào à? Mình cũng phải có phần mới được. Này, bạn làm sao hay vậy? Điện thoại á? Mẹo này đơn giản hơn cậu tưởng nhiều. Đó. Vậy thôi. Yes. Mình xin. Mong là không bị cô bắt lần nữa. Tớ cuộn qua ôm đứng luôn á. Lúc này xịn sò thật cơ.
Trật tự nào. Tốt. Lừa được cô rồi. Tự mình kiểu gì cũng được à. Không biết mình đeo nhẫn có xinh không. Được của nó đấy. Xinh. Miễn là các trò cộng phần này vào trước, em sẽ... Này! Nào các em, phần này rất quan trọng đấy, tập trung vào. Này! Sao mấy đứa này không chịu nghe? Lúc nào cũng cười cợt, cười ngoác miệng ra kìa. Nhe cái răng ra như ngớ ngẩn. Mình không thể chịu được nữa. Đủ rồi! Hay đấy! Chịu tập trung rồi đó hả? Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhìn thấy đau ghê đó. Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Nhức quá. Khổ thân thầy. Hay chúng mình giúp đi. Có lần tớ thấy mẹ này trên TikTok. Thầy ơi, để em giúp nhé. Thầy đưa tay đây. Đâm có vẻ khá sâu nhỉ? Nhưng chút keo sẽ có tác dụng. Giờ chúng ta chỉ cần chờ cho khô thôi. Sẵn sàng chưa? Bóc ra thật gọn là được. Đó. Rất chi là ấn tượng đấy. Em xứng đáng nhận cúp luôn. Đây. Tớ thắng rồi, xem nè. Xuất sắc Sunny ơi. Không, tỉnh đi. Không được ngủ đâu. Mình có tận 3 tiết học nữa cơ mà. Mình cần bổ sung caffeine thôi. Du. Đó, chuẩn không cần chỉnh luôn nhá. Ôi trời đất ạ. 10 cốc nữa cũng chưa tỉnh.